chấm gì ngon, Cholimex đi. Cholimex Food, gia vị cuộc sống. Thưa quý vị, hiện nay trong mỗi bữa ăn hàng ngày, nhiều người lựa chọn gạo lứt để thay thế cho gạo trắng với mục đích đó là cải thiện sức khỏe, giảm nguy cơ mắc các bệnh lý và đặc biệt là hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Với sự sáng tạo của các đầu bếp, gạo lứt đã được chế biến thành nhiều món ăn khá đặc biệt. Chương trình Huế Kinh đô ẩm thực kỳ này sẽ gợi ý cho quý vị các món ngon được chế biến từ gạo lứt. Và ai sẽ là người đồng hành cùng với chương trình hôm nay? Chúng ta hãy cùng gặp gỡ ngay sau đây. Tôi tên là Nguyễn Thị Thanh Tâm, đến từ khách sạn Mường Thanh Holiday Huế. Đến hôm nay tôi đã gắn bó gần 20 năm trong nghề bếp. Là một người đầu bếp, tôi được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa ẩm thực khác nhau trên thế giới. Nhưng cá nhân tôi cảm thấy ẩm thực Huế luôn có những nét riêng độc đáo của xứ sở thân kinh, tạo ra được sự khác biệt nên thu hút được thực khách trong nước và quốc tế. Huế được mệnh danh là kinh đô ẩm thực với hơn 1.300 món ăn, từ các món ăn dân gian, món ăn chay, món ăn cung đình. Điều đó luôn thôi thúc tôi tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu để sáng tạo cho những món ăn của mình. Một trong những nguyên liệu tạo nên những cảm hứng để cho tôi sáng tạo ra những món ăn ngon đó là từ gạo lứt. Thì từ gạo lứt tôi có thể là biến tấu ra nhiều món ăn khác nhau, đa dạng, chứa rất nhiều dinh dưỡng. Cháo gạo lứt, cá bóng, phở trộn gạo lứt, cơm gạo lứt, giống trà gạo lứt và sữa gạo lứt. Lợi ích của gạo lứt đó là tốt cho sức khỏe của con người, như là dành cho những người bệnh gút, bệnh tim mạch, những người mà họ cần chế độ ăn kiêng, healthy. Khi chế biến các món ăn từ gạo lứt, tôi muốn đem đến cho thực khách những món ăn ngon, bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe và làm phong phú thêm những món ăn của từ Huế. Quý vị, lợi ích của gạo lứt đối với sức khỏe đó là điều đã được chứng minh. Thế nhưng để có thể là duy trì thói quen ăn gạo lứt thường xuyên thì chúng ta cần có một thực đơn đa dạng. Và ngày hôm nay thì chuyên gia ẩm thực Thanh Tâm sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả của chương trình Huế Kinh đô ẩm thực những món ngon gì từ gạo lứt ạ. Xin chào My, xin chào quý vị khán giả. Ngày hôm nay Tâm sẽ giới thiệu với My và quý vị khán giả ba món ăn, đó là cơm chiên gạo lứt, tôm và rau củ, bún gạo lứt thổ đá, xôi gạo lứt, thịt hon. Dạ vâng, ba món ngon từ gạo lứt. Và đối với gạo lứt này á, thì chị Tâm sẽ có bí quyết lựa chọn như thế nào ạ? Trên thị trường thì có nhiều món gạo lứt khác nhau, nhưng đối với Tâm thì Tâm luôn chọn cái món gạo lứt đỏ, gạo lứt huyết rồng. Để lựa chọn loại gạo lứt ngon thì chúng ta thường quan tâm đến những ba yếu tố. Yeah. Yếu tố thứ nhất đó là mùi hương. Gạo lứt phải có mùi hương đặc trưng, không bị nồng. Yeah. Hai nữa là cái kết cấu của hạt gạo, đó kết cấu chắc, có đồ chắc, không bị phá lẫn tạp chất, hạt gạo đông đều. Dạ, ở đây thì Diễm My thấy là chị Tâm lựa chọn cái gạo lứt nó hạt rất là đẹp, rất là mẩy ạ. Khi mà chế biến thì chúng ta cần phải ngâm gạo lứt trong một thời gian khá dài. Và ở công đoạn này thì chúng ta cần phải lưu ý điều gì hay không ạ? Có em, mà ngâm gạo lứt là một cái mà khâu quan trọng nhất. Vì thường thường cái gạo lứt này mình để mà chế biến ra món ăn cơm gạo lứt dẻo thơm thì mình phải ngâm trước đó từ 5 đến 6 tiếng. Yeah. Đó là khâu quan trọng. Và cái khi mình ngâm thì phải cái lượng nước phải ngập cái gạo lứt để cái nước. Bởi vì gạo lứt này nó nở nhiều đúng không hả chị? Không, để cái lượng nước thẩm thấu vào cái hạt gạo để khi mình nấu là cái hạt gạo nó nhanh bở và nhanh mềm. Dạ. Thưa quý vị, đối với gạo lứt nấu như thế nào để có thể là đạt được cái độ mềm dẻo, không bị sườn cũng không bị nả quá thì đó cũng là cả một nghệ thuật như là phần cơm mà chị Tấm đã chuẩn bị sẵn đây. Và nhân đây thì chị Tấm có thể là chia sẻ bí quyết cho quý vị khán giả, đặc biệt là những người mà lần đầu tiên nấu gạo lứt ạ. Để nấu được một cái tô cơm gạo lứt ngon như thế này, đạt tiêu chuẩn như thế này thì việc ngấm gạo lứt cũng là một điều rất quan trọng. Yeah. Và thường thường trong gia đình mình á, là có nồi áp suất thì sẽ sử dụng hiệu quả hơn. Lượng nước tập 1,5 cách cái bề mặt của hạt gạo. Yeah. Đó. Nói chung nấu điếu nồi áp suất thì chỉ trong vòng 20 phút là hạt gạo đã nở mềm và thơm ngon. Yeah. Có đối với nồi cơm điện thì như thế nào ạ? Với nồi cơm điện thì nói chung cái thời gian sẽ lâu hơn cái nồi áp suất. Yeah. Nên là chung hạt gạo nó thẩm thấu nước nhiều, cho nên cần cái thời gian nó sẽ cần một tiếng đồng hồ. Yeah. Và trong quá trình mà nấu đó thì chúng ta có cần phải dỡ nắp để mà kiểm tra và sợi điêu hay không ạ? Không, vì thực ra cái này là hàng chín để chín bằng hơi, cho nên mình hàng chỉ mở nắp. Vâng, thưa quý vị, như vậy á, là nguyên liệu chính của chúng ta đã sẵn sàng rồi. Và để chế biến món cơm chiên gạo lứt á, thì chuyên gia ẩm thực Thanh Tấm sẽ sử dụng những nguyên liệu gì nữa, chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Các nguyên liệu đi kèm của món cơm chiên gạo lứt đó là tôm bạc, hạt sen, bắp Mỹ, đậu Hà Lan, cà rốt. Dạ, còn đối với những gia vị thì chị sẽ sử dụng những loại gì ạ? Gia vị để Tấm sử dụng cái món cơm chiên gạo lứt đó là dầu ăn, nước mắm, Cholimex, bột nêm. Như vậy là nguyên liệu đã sẵn sàng rồi. Món cơm đó là một món ăn rất là quen thuộc đối với mọi gia đình. Nhưng mà cơm chiên được chế biến từ gạo lứt thì có điều gì khác biệt? Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem là chuyên gia ẩm thực Thanh Tấm sẽ chế biến món ăn này. Tôm sau khi đã rửa sạch được cho vào nồi luộc chín. Trong lúc chị Tẩm luộc tôm, Diễm My phụ chị cắt cà rốt thành hạt lựu. Tiếp theo, các loại củ hạt lần lượt được luộc qua. Chúng ta nên luộc rau củ hạt ở nhiệt độ cao khoảng 200 độ C để nguyên liệu nhanh mềm mà vẫn giữ được màu sắc tươi và dưỡng chất. Cà rốt, hạt sen cần thời gian nhiều hơn. Còn đối với đậu Hà Lan và bắp, chúng ta chỉ cần chần qua nước sôi và vớt ra. Tôm sau khi luộc chín, luộc vỏ sẽ được cắt đôi, bỏ đi sợi gân để không bị mùi tanh. Công đoạn sơ chế nguyên liệu đã xong và bây giờ chuyên gia ẩm thực Thanh Tấm bắt đầu chế biến. Phần cơm gạo lứt được trộn đều một ít bột nêm và tiêu để hạt cơm thấm gia vị. Phi thơm tỏi. Sau đó cho cả nguyên liệu cà rốt, đậu Hà Lan và bắp vào trộn đều cùng một ít bột nêm, nước mắm và tiêu. Cơm gạo lứt lúc này cũng đã thấm gia vị, cho cơm vào chảo dầu đã phi thơm tỏi và trộn đều liên tục. Thêm một bí quyết cho các bà nội trợ đó là khi chiên cơm gạo lứt, chúng ta cần sử dụng lượng dầu nhiều hơn so với chiên cơm trắng để tạo độ béo cho món ăn. cho tôm vào, tiếp tục đảo đều. Và hạt sen sẽ được cho vào sau cùng. Thưa quý vị, như vậy là món cơm chiên gạo lứt đã hoàn thiện, và bây giờ thì chuyên gia ẩm thực Thanh Tâm sẽ bày biện ra dĩa. Thưa quý vị, món cơm chiên gạo lứt đã được chuyên gia ẩm thực Thanh Tâm trang trí rất là đẹp mắt. Và như là chia sẻ ban đầu của chị thì bên cạnh món cơm chiên gạo lứt thì chị còn giới thiệu đến quý vị khán giả hai món ăn từ gạo lứt nữa, đó là bún gạo lứt và xôi thịt thon gạo lứt. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức hương vị của mỗi món ăn. Quý vị, cơm, bún, xôi là những món mà Diễm My vẫn thường ăn, nhưng mà được chế biến từ gạo lứt thì đó là một khám phá rất là thú vị. Và bây giờ đã đến lúc được thưởng thức rồi. Diễm My xin mời chị Tâm cùng thưởng thức ạ. Món đầu tiên mà Diễm My muốn khám phá hương vị đó là bún gạo lứt. Vẫn là các nguyên liệu rất quen thuộc, thịt bò, chả cua và huyết. Nhưng sợi bún gạo lứt thì rất đặc biệt, mềm mại và có độ dai hơn so với sợi bún được làm từ bột gạo. Kết hợp với nước dùng thơm nồng mùi sả, chuẩn vị Huế. Món xôi thì thế nào? Vừa có vị béo của nước dừa, mùi thơm của lá dứa. Và đó cũng là nguyên liệu tạo nên sự dẻo thơm cho xôi gạo lứt. Thịt heo hon đạt độ mềm vừa phải, thấm đều gia vị, và hương vị thơm nồng của sả đã tăng thêm độ cuốn cho món ăn này. Còn bây giờ là lúc thưởng thức thành quả ngày hôm nay của chị Tâm và Diễm My, món cơm chiên gạo lứt. Từng hạt cơm rất tơi xốp, nhưng vẫn đảm bảo độ săn, mà lại có vị béo nữa. Một ít cà rốt, hạt sen, đậu Hà Lan, bắp và tôm sẽ đảm bảo đầy đủ nguồn năng lượng. Rất là ngon. Chị Tâm này, ngoài ba món này ra thì chị con có ý tưởng là sẽ sáng tạo thêm những món ăn gì từ gạo lứt nữa hay không ạ? Ngoài ba món combo của khách sạn Mường Thanh Holiday Huế thì sắp tới chị sẽ cho ra những món từ gạo lứt như là phở trộn gạo lứt, cháo gạo lứt, khá kho và đặc biệt là trà gạo lứt. Dạ. Yeah. Mình nghe chị Tâm giới thiệu thôi thì Diễm My đã cảm thấy rất là hấp dẫn rồi. Diễm My sẽ tiếp tục chờ đợi để mà thưởng thức những món ngon từ gạo lứt do chị Tâm thực hiện. Với ba món ngày hôm nay được thưởng thức thì món nào Diễm My cũng thích cả chị Tâm ạ. Và nếu như mà sử dụng những cái món từ gạo lứt này thường xuyên thì có được không hả chị? Với những người mà họ muốn thay đổi theo khẩu phần ăn hàng ngày cho đa dạng thì có thể 2-3 ngày ăn trong một tuần cũng được. Nhưng đối với cái thức ăn mà muốn ăn theo chế độ ăn kiêng, healthy thì họ sẽ ăn hàng tuần đều đặn đều được. Dạ vâng ạ, như vậy thì tùy theo sở thích và chế độ dinh dưỡng để chúng ta có một sự lựa chọn hợp lý. Ngày hôm nay Diễm My rất là cảm ơn chị Thanh Tâm đã đồng hành cùng với chương trình Huế Kinh Đô Ẩm Thực. Quý vị thân mến, với những người yêu thích nấu nướng, mỗi ngày được khám phá thêm những món ăn ngon bổ dưỡng để chế biến cho gia đình, mang lại thật là nhiều điều thú vị. Hãy cùng Huế Kinh Đô Ẩm Thực gia tăng niềm vui và sự gắn kết gia đình qua mỗi bữa ăn quý vị nhé. Cảm ơn nhãn hàng Cholimex đã đồng hành cùng với chương trình. Diễm My xin chào và hẹn gặp lại quý vị. gia vị cuộc sống.